Mấy ông chùa giờ thất nghiệp rồi, dân quầy không có ai chứ, bị gì đem gì tu mà ông nào ông đấy gửi tiền nước ngoài tỷ tỷ không. Ông Thích Tương Quang đó, thầy nói ngàn năm đạo lý vắng que, bị ngươi thành thằng Tú bà chè với xôi vậy. Kinh với sống mà moi nó tụng mà đạo suy đồi bại lụng gì ai đúng không thầy? Mượn đạo sao rồi, tôi ở sát chùa nè, tôi làm phước nữa, đất tôi cho nữa, tôi cất giùm nữa mà rồi nó cũng kêu nó theo đạo quả hảo nghèo. Đá này cắn cục bự bự về cái chân ra phần bộ rồi chứ không có xây gì chừng mà bây giờ được chán gạch chán hồi đó bò vô đất không ngồi khóc rồi đào cái hầm cái vô cái bên nô hình đi rồi bây giờ tôi nói giờ cái hầm cái vô này không được lắp hầm cái vô rồi tưởng sao nó đào cái hầm cái gô cái bên nữa còn sạch chân luôn sạch chân luôn giờ bỏ clip lại mà còn chuyện lên nhau. Còn hai có thể ông chia sẻ là những cái bậc tổ ngăn ngày xưa vậy là không có chôn những cái mộ mà có nấm mà dán gạch theo bây giờ không? Như, cũng như chẳng hạn như cái mộ ở trong mộ bà chỗ đó thì cũng chôn bằng rồi mộ của mà đức ông đức bà cũng bằng là lý do làm sao mà như vậy không? Xác bỏ nhưng mà cái hồn ra đâu có nó cái hồn cái về khỏi ra thịt vàng mà rồi cuối cùng là cậu hai đi ra ngoài vùng ngoài gặp ông ấy ông muốn đắc đạo đệ tử thứ 12 của đức Phật này. Cũng nhiều người ta cũng là chống đối với cậu hai quá rồi, theo ông hai nhận định là cậu hai như một vị nào? Ủa, ông tên sĩ à? Dạ đúng rồi, ông tên sĩ cũng nhiều người quá, cũng có cùng mấy cũng đem chạy 48 người cháu đi viên rồi nhé, hồi đó chạy cháu đi viên ông gì mà mất ông gì mà ra nó phải chùa ra cái gốc cần chuột á. Bị gì đó tôi ở kế cậu hai nè, dạ kế bên quay khỏi nhà ông Tứ. Cậu hai thì cậu hai ông nói tà giáo mạnh mà khổ cho chánh đạo, kẻ tu hành thì bị khảo bầm thay đó. Theo như ngài sư Minh Tệ ra đời là vậy, là rất là khổ bị khảo quá như vậy, đúng cái theo cái cơ của ông nói không? Cái đó đó là thí dụ bây giờ Thích Ca cũng sao làm, Minh Tuệ con sao làm chịu khổ vậy đó, mấy ông nhà chùa mới thức tỉnh ăn của người ta đem gì. Thành ra mấy ông chùa giờ thất nghiệp rồi, dân quầy không có ai chứ, bị gì đem gì tu mà ông nào ông đấy gửi tiền nước ngoài tỷ tỷ không. Ông Thích Tương Quang đó, thầy nói ngàn năm đạo lý chắc que, bị ngươi thành thằng Tú bà chè với xôi vậy. Kinh với sóc mà moi nó tụng mà đạo suy đồi bại lụng gì ai đúng không thầy? Mượn đạo sao rồi, tôi ở sát chùa nè, tôi làm phước nữa, đất tôi cho nữa, tôi cất giùm nữa mà rồi nó cũng kêu nó theo đạo quả hảo nghèo. Cuối cùng nó vào đâu không thấy mà nó ăn con ba không dễ tiêu rồi đó, sang tỷ bạc đi đâu mất tiêu. Rồi ông Sài Gòn xuống ông sang đó, rồi ông để đó rồi ông trùm cô vừa cũng mấy trăm mà rồi xong ông không xuống nữa không được, bị ông Minh Tuệ đợi. Thôi bây giờ thì tu xã phước cầu bằng và xã thân cầu đạo phải không thầy? Bình hòa hảo là gì đó, mình tu gì tổ quốc, gì đất nước, dân tộc, vì tôn giáo của thầy mình chứ đâu phải mình tu mình thủ là danh mình muốn về cực lạc phải lập thân cõi trần. Ăn con ta tu mình thành gì thầy cấm mà, tại vì không có, bây giờ bất luận người nào không dù có thế sắc màu không phục đó, mình là mình ăn mình cư sĩ trời gia chứ không có ăn của ba tánh mà tu mình thành đạt. Còn ngay
Là xưa kia ông hai thì cấp tôi đọc nhà bá hộ mà đành lòng bố thích sở tăng nữa. Thì ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni cũng đâu chịu cắt chùa chiền đúng không hai? Thích Ca Mâu Ni đâu có chịu cắt chùa, con của vua mà Thích Ca là con của vua Tịnh Bằng Dương cái bộ. Mà ông có nhiều cái tiền kiếp rồi. Cái chót là ông ra đời là ông cứu độ chúng sinh á. Rồi thầy mình là theo Chí Thích Ca, theo ai? Đức Phật thầy mình nè. Bởi thầy nó tu cái cách như đường biết đá, đường đất lành mới được dựa xe lon. Ai biết nghe thì sớm đi con, để đến việc người thất nghiệp. Chứ đâu phải ăn con ta tu mình hạnh gì. Còn tất cả thầy cấm tuyệt đối. Bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc mạo không, phải cấm chứ không dễ đâu. Mà tại vì cũng như mình đi ở đây, mình đi lễ, mình ăn đây, mình ăn của bà Tánh Đà Phương đem lại cúng dường, cúng ngày kỷ niệm của Đức Phật hoặc Tam Quan. Thì mình ăn rồi mình cũng cầu cho bá tánh nhân dân được an cư lạc nghiệp, đất nước bộ bình. Thấy không? Bởi đó Đức Thầy nó bờ cõi dương lặng, chúng ta mới yên quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Mình ráng lên vượt lên chính mình đó. Mình ăn mình no đó, mình tu mình nhờ mình thử, ai ăn lấy no không ai ăn giùm ai được là cái đó. Thầy kêu quá thầy còn đời cùng mà tu gấp kịp thì là cái thời kỳ này nói là phải trả quả dữ lắm đúng không hai, là cơn cũng là sàng lọc đúng không? Không ơi, đã hết đời rồi đó, không bao biến chuyển được giờ gia can. Phong ba biến chuyển là thời tiết đó, phong ba mới thấy đó rồi, lâu dông bão lung tung nước tinh rồi lũ lụt rồi thiên tai chiến sự non này, rồi thiên tai rồi chiến sự nó lớp chặt nữa. Đó là do nguyên nhân gì ông hai? Cũng là nhân quả đúng không? Do nhân quả. Trong bốn chuyển những chi hiện đấy, mình trồng ogo, sen ogo, mình trồng giang thọ, sen cái từ bị gì? Cho nên thầy kêu mình tu gấp rút. Đời cùng tu gấp mấy kinh thầy tu gấp à, tu mà bây giờ thầy hạn chế cho mình là không phải mà tu lâu mà thành đạt. Tu gấp ăn thua cái tâm mình trung hay chính trực hiếu thảo cha mẹ ông bà. Mình phải ngay thẳng chính trực, lựa người trung chí hiếu, đức thầy nói trung hiếu cho nên tao rẻ đó thì cái lương bổn đạo bền lòng á. Thầy chia sẻ rất hay, thì cho con hỏi ông hai. Thì có người ta nói là không cần trường chay mà ăn chay 4 bữa cũng được, do tâm thì thời kỳ này mình không nên làm là 4 bữa là trường chay không hay? Cái thầy nói đó, chay 4 bữa đó là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh, chỉ dắt là chỉ dẫn đi. Đó, của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh, dắt dẫn đó mình đi. Nó rồi Đức Thầy dặn mình nè, tương dưa mới giữ hồi này. Chúng sanh đáng nhớ thì gần cùng ta, đó là lời của Phật nói đó, thầy nói đó. Nhưng mà chay 4 bữa đó là quy tắc mới vào đạo của kẻ khùng, là thầy mình chỉ dắt dẫn mình đi. Mình ăn chay nó có lợi cho thân thể, cơ thể mình nó không có bệnh, thấy không? Cũng như tôi ăn chay trường mấy phải ghe với bộ ký ghe nói ăn chay là bệnh thì nó bệnh chị bệnh thì không được. Bệnh gì? Con đặt thí dụ như là đa số có người ta ăn chay rồi bị cái quả đến rồi bị bệnh đó, rồi bác sĩ ra ăn mặn là mới cứu được, rồi theo như ông chết hai, chết chứ không ăn chết chết không ăn không ăn mặn. Cũng như là hiện đây thôi đó, là chết chết chứ không ăn mặn, ăn chay chết chết luôn, chết với cái chân luôn, ngồi đọc giảng rồi nói chuyện với tôi luôn. Rồi sao đâu ai hay lắm, biết được chơi già chết luôn, khám luôn bác sĩ nó 3 ngày sau mới bác sĩ nó chết liền, bác xe liền. Cái tôi nói tôi ra tôi niệm Phật thầy độ con, ra tôi niệm Phật tôi nắm tay như vậy thôi, 3 ngày sau mới chết. Chết rồi tôi bữa đó là tôi đọc giảng nha, đọc giảng mệt không mệt nổi đọc ngồi giống đọc giảng ngồi giống rồi tôi khám bây giờ lạnh lên tới đầu gối, nay lạnh rồi đầu gối rồi mẹ con sắp chết rồi đó, gom lại cái bắt đầu
gom tới cái giò bên kia nữa rồi mẹ con chết rồi, rồi bãi dừa bên ngọn giống mà cái dừa ấy trong lở bên dừa luôn à, về lâu giả luôn á, sắp chết mà còn lâu giả. Bởi vì đức thầy tu thật tâm được thích đơn không bao giờ nghèo, không bao giờ nghèo. Kính thưa ông hai, theo đa số ai cũng nói là năm nay là năm thìn là bảo lục mà khổ não rồi, đúng không hai? Thìn thì mình có trong sáng vậy thì bây giờ cái thìn á, thầy nói thìn mà không biết thìn nào mà cho đến nó cái lượng luôn ha, không bị gì lượng từ xa nó thìn đến là thìn vừa chạy ngọ mùi hả hả đến đến chừng lòng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề thay phơi đỡ đỡ dần ra chết chứ khổ lại chết chứ vô là năm đồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới ê hề thay phơi chạy trình truyền sắm mấy lời nào ai có có ai để ý câu đó đâu, mà có mình tôi bị tôi đọc giảng thường tôi biết tôi để ý. Bởi thầy dặn mình ráng tu đi mình chết có vô chắc mình mất hồn viên luôn mất có vô làm sao là mình dân Phật quốc cũng thứ à, thưa ông hai, từ lúc ông hai mà mình tu tới giờ đó mình có gặp đức Phật thầy về báo hộ cho mình gì không hai? Không, mình niệm Phật không khi nào, đừng có nghĩ với đó, nghĩ với đó là cái gì nhiều ma. Còn ma nó hay lắm nha, nó có ngủ nó có ngủ ngủ không nha, nó kêu trời trời dạ dâm đức coi chứ không dụ đâu, nó thua ông Phật mình có không một á, bởi Phật dạy thế mình đó, được tự với là trì tâm bất diễn đó. Niệm Phật bệnh tật kêu trời nè, niệm cho tà quỷ thì gian ra nó có lợi cho mình, niệm Phật đâu có tốn tiền. Quý vị về nghe lời tôi đi, cứ niệm Phật nằm đi đứng đây là một chấp ngoại trừ quan hệ với vợ là không có được thôi, chứ toilet cũng niệm Phật được. Nằm đi đứng nơi nào bất chấp, mình vừa chặt củi niệm Phật cũng được nữa, chặt củi niệm Phật cũng được nữa. Rồi mình rửa chén, mình giặt đồ, niệm Phật nữa nữa. Mình về tóc, mình về niệm Phật nữa. Đồng niệm Phật dễ kiếm lắm sao, có tiền mua đâu được. Mà mượn người ta cũng không cho, mua cũng ai bán. Tự mình tạo không à. Tự mình tạo, ráng lên. Mấy chú cái tuổi còn thanh niên, còn khỏe, còn con bây giờ thôi, yếu rồi. Hai tuổi rồi 78 rồi con 8 tuổi nữa là 80. Ừ, mà con chạy xe vậy con không cho nó ba còn đi được, còn ba còn khỏe là nó lấy xe rồi tôi không chịu, để ba tự thầy tự. Không biết không tìm kiếm ba ha một câu lục tự nhà nhà ăn vui là câu đó như thế nào không hai? Thì mình niệm Phật đó lục tự nó chỉ lại á, nhà nhà ăn vui là đâu bao giờ nghèo. Bởi vì đức thầy nó tu đừng có sợ nghèo, tu thật tâm mà được thanh thơi chứ, thanh thơi chứ này. Ta nói, thầy dặn cho mình á, dạy khôn từng thế chứ nào dạy ngu đâu. Tại mình không đọc giảng, mình hiểu hết cái ý nghĩa của Phật nói. Thế rồi tôi mới có 7 tuổi rồi trước rồi tôi biết đọc giảng đó là chữ in chữ xíu à, mà cũng như mà giấy gom mà mối làng giấu rồi đế quốc pháp à, và đế quốc pháp khô máu người giả mà đọc thì giấu không không à? Giấu không, nó gặp là nó bắt quýnh mình cái luồng pháp tay á, bị thầy mình trong tay quýnh đế quốc pháp và quýnh pháp không chứ là có mình đôi đó, mà dùng đó là cách nặng không à, dùng đó là cách nặng không à,
đi đi xuống dưới rồi, rồi mấy ông hỏi cho ông thờ ông đó ông nào, rồi nói họ không giờ để lại cái hình của đức thầy ấy 62 mà trắng đen, thì sau này cái khiến gì chuyển vô gì dưới á, về dưới tôi làm mấy năm trời vậy, nghèo dữ lắm, nghèo cơ mà cứ một cơ luôn, đi không lấy gì hết trơn. Còn sau này làm ban trị sự khai xong được 14 cái ban trị sự rồi, rồi có phải ghe 14 ban trị sự, giờ ra được 14 ban trị sự. Nghe nói ở dưới cái gốc ở đó mà lý do xong hai không xuống cái gốc mà lại ở đây là chỗ nhỏ mà hai lại đến đây. Ở đây cái quê hương, cái quê hương hồi xưa, hồi xưa chưa tiếp thu là cái quê hương này. Hồi đó là nhà của ông thiếu tướng kế bên nè, rồi nhà ông về vợ, rồi đó cũng sĩ quan của chế độ cũ á, ông già ruột cũng vậy, bên đạo không à. Ở đây là cái cơ bản. Chư thần chuyển cho mình đi không chứ dễ ở cái gì đâu, mình có căn duyên với du di thiên liên làm cái gán ăn chay quý vị ơi, ăn chay đúng rồi, ăn chay không khi nào bệnh. Rồi tính thương hai thì con cũng xét thấy là những loại là trâu bò và những loại khỉ này kia nó cũng chẳng ăn chay đâu thôi. Thú vật còn biết tu hành nấu nứt, thú vật thầy nói thú vật biết tu hành nấu nứt, còn người sao không dứt cái hồng trần à, cái hồng trần này, cái bụi trần này dơ lắm à, ăn tầm bậy nó tầm bạ sát sanh này vật rồi ăn quá chất không. Cọp tu xấu tu thứ giữ cái câu hết trơn, có thằng làng không mối con câu mà những cái con trâu bò này kia là nó ăn chay nhưng mà nó không có tu, nó ăn cỏ mà nó không có tu. Ờ, nó tu mà nó đâu có làm gì ác, cái đó thì nghiệp nó trả quả đó, làm nào là thay trâu ngựa là trả cái luật nhân quả hồi trước á. Ừ, bởi vì thầy nói sâu cao mà mình phải cho hiểu lý, thú vật còn biết tu hành nấu nứt, còn người sao không dứt cái hồng trần đó. Đâu có gì khó, ăn chay con người mình không có bệnh bảy. Thầy nói rủi ốm đau cũng tại căn tiền mà hoặc hiện kiếp là điều báo áp đúng không hai? Đúng rồi, bởi vì đức thầy nói là trồng bông kiển những tiền ấy đó, mình trồng ugo xanh ugo, mình trồng xương rồng ra xương rồng, mình trồng dạng thọ ra cây từ bi, mình trồng cái từ bi ra cái dạng thọ trường cửu chứ không. Như rồi hổm mà vừa rồi thì cơn lốc xoáy nè, áo bùng nhà cửa sập hết đó là cũng là do do nơi mình ăn ở không có ai rồi thì thần chuyển cái vùng đất đâu phải bình địa cho mấy người còn lại thấy rồi mới giác ngộ tu luyện rồi chịu bớt. Tôi như Trung Quốc ấy, thấy xâm lược của đô hộ mình 1000 năm rồi, bây giờ nó còn xâm lược nữa thấy không, nó ý đồ nhưng mà cuối cùng nó bị thiên tai chứ lũ lụt thấy không, bởi vì đức thầy rồi thiên tai chứ sự ra đo khó lắm nhưng mà về đâu. Sao kỳ vậy, gán tu để mà chết, để chừng chết lên chẳng có tu. Tu là gì, mình bỏ thôi tật xấu chứ đâu có gì đâu, đâu có gõ mỏ tụng kinh chùa miễu am cốc gì tu tại gia mà. Không gắn thầy nói tu sao mới được qua đời trong gai đó ông hai. Khá mới qua độ trong gai đó, cái đời này là cái độ trong gai đó. Cũng như mình đi mà nó không bằng thẳng mà tròn là ổ gà gai trong không đó. Nghe cậu hai nói thời mặt pháp á là thời trì thi công đức,
buổi hạ quân thì chính thức lọc lừa là hiện tại giờ đang lọc phải không hai? Lọc lừa nè. Đó, con ma dắt đó, con quỷ quỷ bắt, con Phật Phật chịu. Đâu phải là nó 3.600 mối đạo luôn chứ. Tam thiên lục bá khắp trần hay chứ. Thầy nói là thời kỳ cuối này là trời mở cửa mà quỷ dương xuống tới. À đúng rồi. Đúng rồi. Là quỷ nó như thế nào hai có thể ông chia sẻ? Nó kêu trời trời dạ dâm đất nó coi đừng, nó có ngủ không không à. Mình là nhờ Phật chỉ mình lục phong đó, là lục tự Di Đà lục phong đó. Bởi vì Đức Thầy nói niệm Di Đà ráng niệm cho lành thì sẽ được sống coi tiên thánh. Ông nói quỷ ma hay phá rối người tu đó không hai? Ông nó khảo mình là mình đệ tử của Phật, nó tìm cách nó rối mình hoài đó. Đi đâu nó là nó đi theo nó rình mình hoài đó, sơ hở là mình thiếu cái gì là nó tấn công mình đó. Ai có khi nào bị khổ không ai? Khổ hoài cái gì không khổ? Khổ nhưng mà mình dằn không mình niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thầm trong tâm á, thì nó giặt à, nó dùng cái lên ở ngốc ngắt ngốc ngắt rồi niệm Phật tôi lại. Đâu dám ngút ngắt. Đưa lên ngút ngắt tôi vỗ vai ngồi hoài không nói được. Bởi vì mình niệm Phật trước rồi. Sao con cũng nghe nói là ông hai này 68 tuổi ông hai? 78 à, còn 2 tuổi là ông là 80 rồi. Thì nguyên nhân nào mà ông hai lại dắt ngộ tu hành tới mấy mươi năm vậy? Bởi vì mình coi giáo lý của Đức Thầy hồi nhỏ đó, rồi mình coi rồi phải nhận cho hiểu lý câu quyền sâu cây khùng này, mình coi kinh của Phật mình biết cái nghĩa từ chỗ nào rồi bổn phận làm con, rồi tới bổn phận làm chồng, rồi tới bổn phận làm cha đó, bổn phận con đối xử cha mẹ ra sao, rồi bổn phận làm chồng cưới vợ rồi mình đối xử với vợ hiền thê ra sao, rồi bổn phận thì tới làm ông nè, rồi đối xử con cháu vậy, động viên cho con cháu phải ăn hiền là tu, mình đâu phải mình đi vô chùa mà tu, mình tu tại gia, mình làm phước thiện, rồi phải gặp người lâm nạn rồi mình đu chen giúp giùm. Ví dụ mình cho người ta một ít gạo thôi, một chén gạo cũng quý rồi, là nắm khi đói có khi no đó, chứ mình đem lại cúng vô chùa đâu có thiếu gì mà cúng chùa. Ta nói không lo mà lộ mà đường lo ở địa phương ở xóm mình mà không lo vô chùa. Bình thường hai thầy nói thân hành đạo mà đắng cay phải chịu, làm người phải liệu xong. Khi mà ông hai hành cả cuộc đời này, mình kết liễu cuộc đời rồi thì mình mong được gì đâu ông hai? Mình về làm dân Phật quốc, dân Phật quốc sướng không? Rồi lên trên cho Phật dạy mình học nữa. Làm dân Phật quốc à, chứ đừng có nói mình mong về lên trên có cây phương được. Làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, rồi Phật dạy mình nữa. Nghe nói là thầy nói lập cho rồi cái lập cho rồi mà cái Long Hoa hội này là nghe ai cũng nói là lập hội Long Hoa đó, lập ở đâu vậy không thầy? Thì dùng bảy núi đó. Miền bảy núi ngày sau bao quý, bởi vì trong cái bây giờ nó quay trên mạng, bây giờ nó diễn biến nhiều ở trên cái non núi á, diễn biến như đá rơi này kia rồi. Thầy nói là Thánh Giang thì lộ bản vàng, chỉ là cái bản vàng nó nằm ở đâu không thầy? Thì ở trên luôn cấm cái đầu ở cái chỗ vô chi thành á, nổ cái tới cột cờ lên cả thế giới giờ mình thấy luôn. Thầy cũng nói còn một cục chiếu manh nhìn xé mà khắp mặt cầu ở chéo một nơi đó còn nữa còn đó, còn một trận mưa tầng nắng sở.
miên đồ đất đó, nhớ ra. Khổ lắm, gian phù để chết. Để chừng chết đến chẳng có tu. 30, 34, 30, gần 35, 30. Đó, khá dài. Có thể ông Hai chia sẻ một cái thi văn giáo lý của thầy để chứng minh cô bác mình cùng nghe cùng biết không ông Hai? Đoạn ngắn được không Hai? Đoạn ngắn hả? Đoạn thi văn bài bài hoài cổ đi. Hay đó Hai. Bình tâm cất bút to lời, xét xem hay chữ vẫn thời còn xa. Liếc nhìn thế giới càng qua ngàn muôn binh tướng, xua ra chiến trường. Thấy không? Ngàn muôn binh tướng xua ra chiến trường đó, cái thế giới. Dốc lưng đeo câu danh lời, lập đường nghĩa nhân. Gieo điều tàn khốc cho dân, khiến lòng tăng sĩ bưng quân lo lường. Chiếc thai đạo nghĩa luân thường, thánh nhân đã dạch sẵn đường từ xưa, để cho quân tử gốc lừa ở ăn hợp lẽ, ráng trừ tiểu nhân. Trên vua minh chánh cầm cân, dưới quan liêm tiết sự phân công bình. Quyền cha quản chức gia đình, dạy con phải phép khỏe gìn hiếu trung. Từ ngày cách mặt cửu trùng, thay đời đổi cách bất tùng thanh tiên. Bút lông dẹp với dĩ nhiên, thế vào bút chắc cung quyên mức tròn. Lần lần chế đạo khi mòn, nên chưa nếp cụ hơi còn mấy ai. Nên ta thở dân thang dài, cúi đầu lại Phật niệm hoài mấy câu. Dứt trần mang bộ ô sòng nâu, trong ngày chư quốc chư hầu tình ơ tâm. Đừng gây chinh chiến ngu âm, để gây hạnh phúc mà tầm Phật ở thiên. Ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần câu kết ban khiến bao đền. Chiều quang thấm thoát giường tên, mắt vòng sanh tử có bền được đâu. Chỉ bằng thiếu học đạo màu, sớm qua khổ hải theo hầu Phật tử tiên. Tham chi giả tạm tiền, như kim vào lưới chích tiền trói thân. Tính xong món nợ lần thân, phục vùng cương tỏ phát thân nhẹ nhàng. Tiêu diêu đạo rất luận màng, dân du võ trù thanh nhàn biết bao. Nam mô Di Đà Phật. Là Nam mô Di Đà Phật. Con cũng cảm ơn Hai rất nhiều. Chắc thấy ông Hai cũng gần 80 tuổi mà trí nhớ cũng còn siêu quá. Vì thằng đạo pháp, vì uống nước nhớ nguồn. Dạ, giáo lý của thầy siêu việt đó ông Hai. Dạ. Tới chết chết một đời lão thế này chung phân mà.
thầy để lại cho mình kho tàng pháp bảo, lấy đó mà dễ gì để mà tập và giải thoát đúng không hả? Đúng rồi, ok. Mình bây giờ mình gán tu để vượt lên chính mình luôn, mình ăn mình no. Có kinh nhiều nó sáng xuống bình đẳng lắm, trí huệ mình đầy đủ. Bởi nhiều khi tôi chạy xe đây, có ông nào mà 78 tuổi mà chạy như tôi mới sợ. Một tăng một, trăm giữ cây là không có nghỉ. Chỉ là trăm giữ rồi cây số chạy không nghỉ luôn không? Không nghỉ đó. Đây lên Tây Sơn một tăng một. Rồi gì anh tăng một. Bởi mới sợ. Thưa đi không đi, ba ngày đau. Ra bác sĩ xuống rồi, ông bị tùm lum hết rồi. Rồi cái nói tìm đai đường gì ô tùm lum hết trơn. Về uống đưa thuốc uống gì đợt sau ra khám, ông có bệnh gì đâu mà bác sĩ ký ở đây mà không bệnh gì. Ông có bệnh gì chứ, khám không có gì hết. Hay lắm. Bởi vì Đức Thầy nói tu thật tâm được thánh thơi luôn quý vị. Tu dễ dấu thì lao thì đi. Ráng tu để chết, để chừng chết đến chẳng có tu. Cho nó ráng tu để sống trong tà tù chứ. Mà tu ráng tu để chết, để chừng chết đến chẳng có tu. Ai mà biết được ngày nay thấy vậy chứ ngày mai thấm sầu. Bây giờ sầu chưa không ai? Sầu thấy đó rồi đâu, bỏ bước liền đó, nhóc cái đường rồi đó, thở ra hết dòng được đứt. Bây giờ đọc nguỷ đó, nhỏ nhỏ cũng. Bởi vậy, cái gì pháp của thầy nói rồi mình coi phải nhận cho hiểu lý câu quyền sâu của kẻ khùng này. Quyền sâu là chứ không phải tầm thường. Có Phật, có ai qua Phật được. Thầy kêu là tầm về cực lạc cho phải lòng ta không thầy? Là như thế nào thầy? Tầm về cực lạc là do nó cái sự mình hành đạo theo cái pháp bảo của thầy đó. Đó là mình làm về cực lạc đó, ăn chay nè, giữ giới nè, niệm Phật nè, làm từ thiện nè. Mình tu là mình trả thứ ân chứ đâu phải mà ngồi gõ mõ tụng kinh mà thành đạt. Bởi vì thầy nó tu đền nữa thế cho rồi vì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu chính đường Phật giáo hòa hảo phải trả thọ bốn cái ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tâm bảo, ân đường bào. Đó, bốn cái ân đó mình phải trả. Hiện nay con thấy rất là nhiều cô bác đồng đạo mình đó làm từ thiện nó rất là nhiều luôn. Có câu là bạch kinh giữ lấy nghĩa nhân mà muốn về cõi Phật phải lập thân cõi chợ. Mình coi kinh của Phật, coi cái pháp bảo của Phật rồi mình coi rồi phải nhận cho hiểu lý câu quyền sâu của kẻ khùng này. Quyền sâu chứ không phải tầm tưởng. Theo như ông hai là biết bao nhiêu người nói mấy ông đạo này cũng đi làm tàu lao vậy, rồi theo như nhận định của ông hai là mình làm gì có ích lợi gì ông hai? Mình nói đó mình trả cho ba tấn vàng dần, ai nói sao là nói, mình cứ việc làm cái việc từ thiện mình trả bốn cái ân đó, mình phải thọ bốn cái ân chứ đâu phải ngồi trong chùa mà mình ăn có ba tấn tu mình thành đạt đâu. Đó, mình tu là nợ thế cho rồi là mình đào thai lên đây mình trả nợ nè. Thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Nếu mà mình nô thiên chí sẽ ca ngày trước đó. Nó thái tử mà không có ở thái tử mà không còn phải vô rừng chịu khổ dân chung thì mới thành đạt. Từ cái đó mình nô thiên chí sẽ ca ngày trước đó. Ngay chân đó thầy có nói rồi. Hay lắm. Hay lắm, nhiều cái du di quyền biến. Mình cũng vẫn là sự sống mình hàng ngày. Rồi mình ăn cần ở kiệm, dư giải túc đỉnh, rồi mình làm từ thiện, phúc lợi xã hội, cầu đường trường trạm đó.
Ừ, mình lỡ rồi mình trả thứ anh ra. Mấy thục đức cho con cháu sao này nha. Ừ. Thì vì mình đồng bông với con hoa nhà mình đồng ô vô danh ra ô vô không. Mình đồng chữ ngọc với danh ra chữ ngọc. Mình đồng dặn họ, danh ra dặn họ, từ bi mươi. Một hai nói quả sanh gì bởi có nhân, mà nếu nhân không có thì quả sanh bao giờ không hai? Mình bởi vì trồng cây lành này dị quả thơm tho, tuy không thấy mình sao chẳng mất. Cây lành đó, cái gì từ bi. Hay lắm, coi kinh của giảng của đức thầy rồi hay lắm. Dạ, kính thưa ông hai, ông hai chia sẻ rất là hay. Rồi con hỏi ông hai là có câu là chừng nào đá nổi mà lông chìm, sông khô hồ cạn mà con tìm gặp cha, 10 phần chết 7 còn 3, mà chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thì ông nói câu đó là câu cơ, nó có đúng vậy thời kỳ nào ông hai? Thì 100 mới được, ôi thôi mừng ngừng đó. Đức Phật thầy nói á, 100 mới được, ôi thôi mừng ngừng. Phật chạy hoài không nghe rồi Phật còn buồn, 100 mới được, ôi thôi mừng. Coi 11 hồi có được Phật thầy đó, 10 phần mất 7 rồi em sai cũng mới còn 1 không, mới 100 mới được, ôi thôi mừng. Rồi những cái người mà chết rồi thì đi về đâu và cái thời kỳ này ông hai, rồi cái người mà còn lại là 100 mới thôi 10 người thì người người đó mình trở về đâu mình sống ông hai? Cái đó là Phật mình mặc vào chết xác thì mất mà hồn thiên chẳng mất, văn thù Bồ Tát từ bi với chè thiền Bát Nhã cứu thì trần gian đó. Người có tu mà duyên tốt thì chứ nổi, còn không tu chứ kịp vô bụng ông Năm. À, nhắc lại ông Năm thì con có nhớ thì có rất nhiều người người ta cũng nói là không có ông Năm Chèo, mà thầy là có nói là thầy kỳ sau này sẽ có ông Năm Chèo, nói vậy theo như ông hai nhận định như thế nào? Chị cô Lao đây nè, dầm Lao đó, xong dầm Lao với ông Ba đó, ở chỗ đó đó ngặn xuống nổi lên hạ hồng, người có tu đi lưng, người không tu vô bụng cũng đi gì mà đi vô bụng, rồi ông hợp chứng có mất treo chân rồi con nổi lên rồi trống bụng con đi vô bụng, rồi mình có tu rồi đi trên lưng. Đã câu chứng minh của thầy là người tu ấy cúi đầu à. Người không tu niệm mà ngõ hầu đó ăn ừ. Cái đó con dành con giật cái lưỡi mình chạy ra đi nè, xong này nè ghe thì kèo mắt nước luôn, con dành con giật ôi thôi muôn trùng. Người tu thì cứ quấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó ăn. Ông Năm mà ông nuốt vô bụng ông cái 1 500 mất tiêu cho rồi ông nổi lên cái 500 nữa. Lúc mà cái đó nổi rồi là nó không chết. Cái vừa cái cơn bão lúc xoáy vừa qua đó ông hai, thì cái làng nủ ở ngoài vùng ngoài ngoài á thì bà con cô bác mình bị dùi lấp cát rồi mất tích rồi chết rất là đau thương. Rồi theo ông hai cái lòng thương xót của mình như thế nào? Thầy cũng nói làng gần chỉ những tỉnh xa mà lúc xưa cũng được dài với nhau đó ông hai. Thì trong lúc có thời gian đức Phật đức thầy mình có đi ra ngoài truyền pháp, đi ra tới ngoài Hà Nội để chân đất Bắc lá bài ra, tôi cũng có đọc thường thường, nhưng mà người ta cho nghe mà người ta không có tin đó. Có mấy ông thầy nho xưa đó ra nhiều cái cũng hay lắm nhưng mà người ta không có tin đó. Rồi cuối cùng thì sao đất Bắc thêm mang quả sầu, đất Bắc Kỳ sao lại quá gụn sâu, 10 phần cái chính có Âu Dân Nhàn tào mang nó nói dân câu đặc lờ, nó là đức thầy nói trước á.
trung giảng đất bắc sao lại quá buồn sâu rồi thần lý luôn á, rồi tàu mang là chạy đó đến đó dân câu đặt lợ luôn. Rồi do nghe nói ở ngoài là ít tu đó không thầy, tôi lâu tin Phật giáo hảo không có tu thầy ra ngoài dân đạo mà cái người bắt tính ngang bước không có bị gì, cái duyên kiếp người ta không có thấy cũng đáng thương, bởi vì đức thầy nó thương cho chúng đời này dốt nát chứ ta không nên chỉ dẫn cái là thấy đáng thương lắm. Giờ mình đáng thương chứ mình biết làm sao, Phật mà còn bó tay vẫn chi mình. Thầy cũng có câu thầy nói đời này dịch vật làm chi mà đến chị việc đi kỳ cũng thả cho xong đó. Đúng rồi cái đồ giả không đồ cái, tất cả cái thân mình còn giả không chi mà vật chất, tất cả chỉ có cái tâm mình là thiệt thôi, là Phật là ma gì mà. Bởi cái tâm mà quỷ ma tiên Phật cũng là tại nó, cũng do nó thôi. Chứ cái thân mình là cái giả thân. Vừa rồi thì con cũng thấy là cái bạo lục vừa rồi á thì lại xe trôi ào ào dưới tuổi không hả? Lấp dưới đất người ta dù dưới luôn. Mấy chục khổ gia đình không còn một người. Kính thưa ông thầy, thì thầy cũng nói là mình là giả chàng xe cát biển đông á, là lầu xây phố. Thì người mình cũng vậy nữa, nhà cách cửa cho quá, cái bão vừa rồi đẩy tiêu hết. Cuối cùng cát bụi ra cát bụi rồi. Cái này của phi nghĩa không có của cái vật ở ngoài da này, cái thân mình có giả này, không chi mà cái đồ vật đó không có gì của mình, nó đem chỉ có cái tâm của mình là của mình thôi, bởi cái tâm mình là quỷ hay ma tiên hoặc cũng là do nó tâm mình dễ lắm. Thì do mình cố niệm Phật hoài thì mình sáng suốt minh mẫn lắm, rồi mình làm cái gì từ thiện không vậy mình thấy ta nặng nhẹ cầu đường chừng cho mình giúp thì kia nọ hoặc có tiền giúp đỡ vô chút định cũng được. Cuối video ông hai có lời nào để chúc cho tất cả cô bác gần xa không ạ? Tôi có tấm lòng cũng yêu cầu quý bà con xa gần không phân biệt lớn nhỏ giàu nghèo gì hết, mình bây giờ phải mở tấm lòng từ bi đi, ai một ai theo gương của Phật ít nhiều, khi người tu tỉnh ít nhiều cũng hay gắng lên vượt lên chính mình đó, thì sẽ thành đạt. Mình để gắng tu đắc đạo để cứu vô quyền thoát trốn mê đồ, mình đứng cảnh tiên ngõ đáp thân dài không sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền này.